8 ca nhiễm COVID-19 ở Bình Thuận đều liên quan nữ bệnh nhân thứ 34, 48 giờ sau khi nữ doanh nhân dương tính với COVID-19. Bình Thuận có 8 ca nhiễm mới đều là F1 và F2 của bệnh nhân 34 này. Tối 12 tháng 3, Bộ Y tế công bố thêm 5 ca nhiễm COVID-19. Các bệnh nhân này đều ở Bình Thuận. Trong đó có 3 người tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 34 người đầu tiên ở tỉnh này nhiễm virus corona. 2 ca mới công bố còn lại được xác định tiếp xúc với hai người lây bệnh từ bệnh nhân thứ 34. Ổ dịch lớn nhất từ trước đến nay. Bà D.T, L, T 51 tuổi, ngụ tại thành phố Phan Thiết là nữ doanh nhân kinh doanh vật liệu xây dựng. Ngày 22 tháng 2, đoàn của bà T gồm 19 người từ sân bay Tân Sơn Nhất bay sang New York Mỹ có quá cảnh ở sân bay Incheon Hàn Quốc trong khoảng 3 giờ. Sau đó, bà T bay qua Washington DC tham quan, sang Qatar rồi đáp về Tân Sơn Nhất. Từ sân bay, bà T được đón bằng xe riêng về nhà ở thành phố Phan Thiết. Ngày 5 tháng 3, bà T có biểu hiện ho, sốt. Ngày 9 tháng 3, nữ doanh nhân này vào bệnh viện đa khoa Bình Thuận được cách ly và lấy mẫu gửi viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm. Chiều 10 tháng 3, Bộ Y tế công bố bà T dương tính với COVID-19 là bệnh nhân thứ 34. Chỉ 48 giờ sau khi nữ doanh nhân này dương tính với COVID-19, Bình Thuận có 8 ca nhiễm mới đều có liên quan đến bệnh nhân này, 3 ca nhiễm. Được Bộ Y tế công bố ngày 11 tháng 3 là gồm con dâu, nhân viên công ty, và người giúp việc của bà T. Còn 5 ca nhiễm vừa công bố chiều nay cũng có 3 tiếp xúc trực tiếp với nữ doanh nhân này F1, 2 ca còn lại thuộc diện F2, gồm một người tiếp xúc với con dâu bệnh nhân thứ 34 bệnh nhân thứ 38, và một người 12 tuổi tiếp xúc với nhân viên của bà T. Bệnh nhân 37. Như vậy, với 5 ca nhiễm mới. Bình Thuận đã có 9 người mắc COVID-19, trở thành ổ dịch lớn nhất nước tính đến thời điểm này. Sẵn sàng cho tình huống xấu nhất, ông Lê Văn Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận cho biết bệnh nhân bà T nói chỉ tiếp xúc gần với một số thành viên trong gia đình, khoảng 20 người, ngành y tế địa phương xác định có khoảng 100 người tiếp xúc gián tiếp F2. Đang được cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe, nhưng bệnh nhân không chủ động khai báo thông tin cụ thể, khiến việc kiểm soát dịch trở nên khó khăn. Ngày 12 tháng 3, Văn phòng ấp nhân dân tỉnh Bình Thuận có văn bản hỏa tốc gửi hội nữ doanh nhân Bình Thuận đề nghị, cung cấp thông tin các buổi sinh hoạt của hội nhân dịp ngày quốc tế phụ nữ 8 phần 3 có sự tham gia của Bệnh nhân thứ 34, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và các sở ngành Bình Thuận đang quyết liệt phòng chống dịch, triển khai các phương án khẩn cấp ở cấp độ 2 và đã lên kịch bản, sẵn sàng cho cấp độ 3 và tình huống xấu nhất theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Trước diễn biến phức tạp, Chủ tịch áp nhân dân tỉnh Bình Thuận yêu cầu phải quản lý chặt danh sách những người có tiếp xúc với bệnh nhân 34. Cần công khai minh bạch thông tin về dịch, để người dân nắm rõ chủ động phòng ngừa cùng với chính quyền. Sở Y tế tỉnh Bình Thuận đã chuẩn bị 50.000 khẩu trang và trang thiết bị y tế. Cách ly tập trung đối với 21 người thuộc diện F1 cách ly tại nhà đối với 100 người diện F2, triển khai các đội phản ứng nhanh đến nhà, nơi làm việc của người có tiếp xúc để phun thuốc khử trùng. Ngoài ra, Địa phương cũng lên phương án khi có trên 20 người nhiễm bệnh. Chuẩn bị cách phương án cách ly tập trung những người từ F2 thành F1. Đề nghị hội nữ doanh nhân Bình Thuận cung cấp tin về các buổi tiệc 8 phần 3. Hãy bình luận phía dưới để thể hiện sự tự do ngôn luận nhé. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại.